Hậu Giang sẽ tiến hành rà soát và bố trí đề án việc làm để chi trả lương đầy đủ cho các giáo viên mầm non hợp đồng. Vị Thủy tập trung nâng cao chất lượng sức khỏe thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 2015. Nhà thầu tắc trách sau khi thi công xong công trình làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của truyền hình Hậu Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, trong năm học mới này, để nâng cao chất lượng dạy và học, ngành giáo dục Hậu Giang thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm góp phần nâng cao dân trí và đảm bảo trẻ trong độ tuổi đều được đến lớp. Sau đây là tổng hợp từ các địa phương. Năm học này, thành phố Chị Thanh quy động hơn 18.400 học sinh ra lớp, đạt 106% so với kế hoạch được giao. Trong đó, bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu quy động học sinh. Huyện Vị Thủy đã vận động được hơn 18.000 học sinh, đạt hơn 94% chỉ tiêu. Trong đó, bậc trung học phổ thông hiện chỉ đạt 75% chỉ tiêu, mầm non 3 đến 5 tuổi đạt 73%. Ngành giáo dục Huyện Vị Thủy sẽ rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, vận động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu và phấn đấu xây dựng thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Còn tại huyện Phụng Hiệp, vào đầu năm học, Hội khuyến học huyện đã vận động và trao tặng hơn 100.000 quyển tập, 50 chiếc xe đạp, học bổng, dụng cụ học tập, đồ dùng dạy học trên 2 tỷ đồng. Để chia sẻ với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa qua, thị xã Ngã Bảy cũng đã vận động xã hội hóa hơn 300 triệu đồng, gồm tập sách, quần áo, dụng cụ học tập và xe đạp, giúp các em vững bước đến trường. Với mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, thị xã Long Mỹ đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng nhiều mô hình mới để nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2015-2016. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành giáo dục huyện Long Mỹ đã vận động được gần 300 triệu đồng giúp cho các em học sinh nghèo được đến lớp. Toàn huyện đã huy động được gần 1.400 em học sinh theo học ở các cấp. Còn tại huyện Châu Thành, có hơn 14.500 học sinh theo học. Năm học này, địa phương đã vận động xã hội hóa 40 chiếc xe đạp, hơn 10.000 quyển tập để tặng cho học sinh. Huyện Châu Thành A có 40 điểm trường với hơn 24.000 học sinh. Ngành giáo dục đã huy động hơn 30.000 quyển tập, 20 chiếc xe đạp và 120 suất học bổng để tặng cho học sinh nghèo. Theo thống kê, đến thời điểm này, tỉnh Hậu Giang đã huy động được hơn 156.000 học sinh đến lớp, đạt 103% kế hoạch. Bên cạnh đó, ngành còn vận động xã hội hóa hơn 10 tỷ đồng để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Thưa quý vị, thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, hiện Hậu Giang là đơn vị duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành các tiêu chí này và đang chờ công nhận. Cùng với đó là giáo viên mầm non, mẫu giáo sẽ tăng theo, buộc các trường phải ký hợp đồng thêm 573 giáo viên. Tuy nhiên, những giáo viên hợp đồng chỉ được hưởng lương 9 tháng. Vấn đề bức xúc này đã được nêu trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần thứ 14 khóa 8. Vậy trong thời gian qua, Hậu Giang đã có hướng giải quyết như thế nào? Phóng viên đài có ghi nhận. Công tác tại trường mầm non Ánh Dương đã 3 năm nay, nhưng cuộc sống của cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt vô cùng khó khăn. Công tác xa nhà, lại có con nhỏ, chi tiêu gia đình hàng tháng phụ thuộc vào khoản lương 2 triệu rưỡi. Đó là ở những tháng trong niên học, còn khi hè đến, cuộc sống gia đình phải rơi vào cảnh chật vật. Mình thấy như mấy cô đồ làm lãng lương, có lương, cái mình thấy mình hợp đồng mình không có lương thì cũng hơi buồn. Cũng lo là như là hợp đồng xong năm nay rồi năm tới biết có hợp đồng lại không, hay là giáo viên mới về người ta nhận người mình thấy cách hợp đồng mình. Giáo viên biên chế hoặc là hợp đồng mình cũng làm bằng thời gian như nhau, mình cũng làm công việc như nhau, mà có lúc giống như là người ta được hưởng chế độ nhiều hơn mình thì cũng thấy buồn. Thì em hy vọng rằng là cho giáo viên hợp đồng được hưởng cái một phần nào nhỏ nhỏ, cũng như là hè mình được có lương vậy đó.
Ở cấp học mầm non, giáo viên phải làm việc đến 11 giờ mỗi ngày, chưa kể thời gian chuẩn bị đồ dùng dạy học và soạn giáo án. Dù vậy, nhưng chỉ được tính thời gian làm 8 tiếng, không được hưởng chế độ làm thêm giờ. Hiện nay, do số lượng trẻ em quy động đến trường ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu giáo viên cũng tăng theo. Để đảm bảo phục vụ dạy và học tại trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn, tỉnh đã ký hợp đồng với 573 giáo viên tại 83 điểm trường. Là hầu hết là các cô giáo hợp đồng công tác, cho nên cái ý thức trách nhiệm, cái đạo đức nghề nghiệp và nhất là cái thực hiện cái chế độ 40 giờ trên tuần, cái lao động rất là cực khổ. Thì về phía ngành giáo dục cũng đã tăng cường công tác giáo dục, công tác động viên, giao việc và đồng thời là gắn cái việc là giao việc đó trên từng địa bàn để làm sao là mỗi cô giáo thì thấy được cái trách nhiệm của mình. Nhằm tạo điều kiện cho giáo viên mầm non an tâm công tác trong lúc biên chế thắt chặt, Ủy ban nhân dân tỉnh và ngành giáo dục đang rà soát lại các trường hợp theo giáo viên hợp đồng và sẽ bố trí đề án việc làm trình Bộ Nội vụ xem xét thực hiện chi trả lương cả đối với những trường hợp này. Thì chúng ta phải làm được cái đề án là bố trí việc làm, cái bố trí việc làm cho các giáo viên để mà chúng ta xin ý kiến của Bộ Nội vụ thẩm định trước khi chúng ta trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Thì có như thế thì chúng ta mới ngân sách mới chi trả để cho chúng ta hợp đồng cho giáo viên mầm non cả năm. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi cũng đang đề nghị Bộ Nội vụ để Bộ Hội Nội vụ thẩm định cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh hợp đồng cái số giáo viên theo cái số học sinh mầm non mà nó đã tăng thêm để chúng tôi trình Hội đồng nhân dân trong thời điểm cuối năm. Lương chỉ là yêu cầu trước mắt, cái mà giáo viên mầm non hợp đồng trông chờ nhất vẫn là sự công bằng trong công việc và chế độ thụ hưởng. Mặc dù đang trong thời gian thẩm định, nhưng điều này giúp cho những giáo viên mầm non an tâm, gắn bó và đồng hành cùng với ngành giáo dục của tỉnh nhà trong thời gian tới. Mặc dù còn chờ thẩm định, nhưng những thông tin trên là niềm an ủi và khích lệ tinh thần cho những giáo viên mầm non hợp đồng trong năm học mới này. Qua đó cho thấy những nỗ lực của Hậu Giang trong chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ngày được hoàn thiện hơn. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là các nội dung: Vị Thủy tập trung nâng cao chất lượng sức khỏe thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 2015. Nhà thầu tắc trách sau khi thi công xong công trình làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Thưa quý vị, thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2015 của tỉnh Hậu Giang, các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh sẽ giao 510 quân. Các địa phương này đang tập trung cho hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân diễn ra đồng loạt vào sáng ngày 8 tháng 9. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Hậu Giang, các địa phương thực hiện tốt quy trình, quy định từ khám chọn sức khỏe, tổ chức bệnh nghị tại nơi cư trú của thanh niên trúng tuyển. Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức đến thăm hỏi, động viên thanh niên và gia đình, vận động mạnh thường quân đóng góp tặng sổ tiết kiệm, tặng quà. Do đó mà trong số 533 thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ, hầu hết đều viết đơn đăng ký tình nguyện gia nhập quân đội. Trong đợt này, tỉnh Hậu Giang sẽ giao 510 quân, trong đó giao cho các đơn vị quân đội là 450 quân và công an là 60. Trong số này, gần 50% thanh niên trình độ văn hóa lớp 12 và 17 thanh niên có trình độ đại học cao đẳng. Thưa quý vị và các bạn, nhờ thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nên đến thời điểm này, các địa phương giao quân đợt 2 năm 2015 đã hoàn tất các khâu chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày giao quân. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Hậu Giang, huyện Vị Thủy là địa phương có chất lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ cao nhất trong đợt này. Không những có chất lượng đưa quân tốt nhất, mà những thanh niên ở Vị Thủy cũng thể hiện rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước. Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2015, sau khi khám chọn, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Vị Thủy đã phát lệnh gọi nhập ngũ 141 thanh niên đủ điều kiện. Trong số này sẽ có 135 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Điểm đặc biệt là thanh niên sức khỏe loại 1 chiếm hơn 18%, cao nhất trong 4 địa phương và tất cả đều viết đơn tình nguyện.
Cụ thể là sau khi là phát cái lệnh, từ thời điểm đó đến giờ phút này thì coi như các đài truyền thanh từ ấp đến xã và đến huyện một ngày là đưa tin lên trên đó là thông tin đại chúng là 2 lần. Về thời lượng là khoảng là từ là 10 đến 15 phút. Thì từ đó là người dân người ta giác ngộ về cái lực cái vụ quân sự. Đồng thời là qua cái bình xét, mình công khai quá, hợp lòng dân, thì là hợp lòng thanh niên, thì thanh niên là rất là tình nguyện, rất là hăng hái. Tốt nghiệp đại học vào năm 2014, bạn Lê Hoàng Di Cô, bí thư chi đoàn ấp Tư, xã Dị Thủy, đã đăng ký tình nguyện nhập ngũ khi biết mình trúng tuyển sau khi khám chọn. Di Cô là một trong 3 thanh niên có trình độ đại học ở đợt tuyển quân này của quyền Dị Thủy. Khi mà em đã quyết định tình nguyện nhập ngũ thì em không có sợ cực. Tại vì em cũng biết trong môi trường đó nó sẽ có nhiều thử thách và em muốn chinh phục những thử thách đó và để em có thể rèn luyện được bản thân của mình. Giới thanh niên danh giàu ở ấp 8 xã Dị Thủy, dù đã có công việc ổn định, nhưng sau khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, Giàu đã viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thời gian này, Giàu tranh thủ làm những công việc nhà, trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Tâm trạng thì cũng mừng, vừa mừng vừa lo. Được bảo vệ đất nước á, thì cũng mừng, nhưng mà cũng lo xa gia đình á, sợ nhớ nhà, nhớ anh chị em nữa. Cùng với việc chuẩn bị cho ngày giao quân, quyền Dị Thủy còn vận động các doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ thanh niên trước khi lên đường. Hiện nay đã xây dựng một nhà tình thương cho thanh niên gặp khó khăn, nâng giá trị sổ tiết kiệm tặng cho thanh niên gấp đôi năm trước lên 2 triệu đồng, sửa chữa 4 căn nhà cho thanh niên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Đến cuối tháng 8, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Vị Thanh gần 53.000 người, tăng khoảng 6.500 người so với năm 2014, đạt tỷ lệ gần 71%. Tuy nhiên, số hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế giảm gần 1.200 người. Nguyên nhân là do công tác nắm bắt đối tượng, tập huấn và tuyên truyền về luật bảo hiểm y tế mới một số nơi còn hạn chế, chưa đi sâu sát vào từng người dân. Mặt khác, công tác khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh còn chưa tốt. Hiện do thời tiết nắng mưa thất thường đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh gây hại trên lúa. Có hơn 2.600 hecta lúa bị nhiễm bệnh như đậu ôn cổ bông, bạc lá, tỷ lệ từ 10 đến 20% trên các trà lúa trổ chính. Các diện tích này được tập trung ở một số địa phương như Quỳ Long Mỹ, Dị Thủy và Châu Thành A. Thưa quý vị, đường tỉnh 926 nối liền từ xã Vị Thanh đến xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A và cống Thống Nhất thuộc ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Dị Thủy đưa vào sử dụng khoảng 4 tháng nay đã tạo niềm phấn khởi cho người dân. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thành, đơn vị thi công đã không làm hết trách nhiệm của mình, đã gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân. Tất cả cũng chỉ vì một lý do là cống không thông, người dân không có nước sản xuất. Phóng viên thời sự đã có ghi nhận thực tế tại xã Vị Thanh, huyện Dị Thủy. Lúa chậm phát triển, cỏ mọc đầy rẫy, năng suất sụt giảm là tình cảnh chung mà nhiều hộ trồng lúa tại xã Vị Thanh, huyện Dị Thủy gặp phải. Nguyên nhân là do đơn vị thi công đã không phá bỏ hai đập tạm khi hoàn thành tuyến đường tỉnh 926 và cống Thống Nhất thuộc kênh Thống Nhất tại ấp 7A1, xã Dị Thanh, huyện Dị Thủy. Điều này không những cản trở lưu thông mà còn gây thiếu nước phục vụ cho sản xuất. Hàng năm là cái tháng này thì nước ở trên ruộng thì nó cũng được cỡ là nó 3 tấc, 4 tấc. Mà năm nay, riêng năm nay á, thì là nước là nó trên đồng nó cạn queo. Do là nó cũng ảnh hưởng cái là thời tiết. Rồi cái đập này là nó không lưu thông được, lúa cũng không phát triển mạnh. Nhưng cái thứ hai nữa là ghe là thương lái là nó không có vô được, thành nó ép giá. Trước sự việc này, ngày 1 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, chính quyền địa phương vừa có buổi làm việc với đơn vị thi công cống Thống Nhất. Tại đây, đơn vị đã thừa nhận thiếu sót và hứa sẽ nhanh chóng khắc phục tình trạng trên. Đối với góc độ địa phương thì sẽ có cái thúc đẩy chỗ đơn vị thi công làm sao sớm hoàn thành theo cái cam kết mà trong cái tính ngày 11
tháng 9 là sẽ hoàn thành việc khai thông cái dòng chảy cho bà con đó là bơm tưới được cái dễ dàng. Việc mở rộng lộ, xây dựng cống là nhằm phục vụ tốt điều kiện đi lại và sản xuất cho người nông dân. Do đó, những khó khăn vướng mắc hiện tại sớm được tháo gỡ thì đó mới thực sự là niềm vui và ý nghĩa thực sự đối với nông dân. Thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ tối qua, một vụ va chạm đường thủy đã xảy ra trên kênh sáng Xà No thuộc địa phận thành phố Vị Thanh. Khoảng thời gian trên, ghe chở cừ tràm do anh Trần Văn Tùng, ngụ tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ điều khiển hướng từ cầu Xà No về cầu Ba Liên. Khi đến đoạn cách cầu Xà No khoảng 100m thì bất ngờ bị xà lan mang biển số CM24229 do Nguyễn Cảnh Trung, ngụ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An điều khiển cùng chiều từ phía sau đâm tới. Cú va chạm khiến chiếc ghe chở cừ tràm bị chìm, hai người trên ghe đã nhảy xuống sông nên may mắn thoát chết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thứ hai, ngày 7 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối thoại công dân thị xã Ngã Bảy. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Công nghiệp làm việc với Sở Công Thương giải quyết một số khó khăn vướng mắc về công tác bàn giao lưới điện. Thứ ba, ngày 8 tháng 9, Hậu Giang tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2015 tại huyện Châu Thành A, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Thứ tư, ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Ngã Bảy đến năm 2020. Thứ năm, ngày 10 tháng 9, thành phố Vị Thanh tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân bất thường. Thứ sáu, ngày 11 tháng 9, lãnh đạo kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nhà máy giấy Lienman. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Hậu Giang đến đây là kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình tại website www.hậugiangtv.vn hoặc kênh YouTube của đài cũng với tên miền Hậu Giang TV. Mến chào và hẹn gặp lại.